qua cái chương trình này tôi muốn đọc cái tốt của bạn ấy lên để coi như là anh ấy, các bạn cùng tôi coi như là mình có những điều gì bạn nó nói chưa thật chính xác hoặc chưa đúng thì mình phản biện bạn ấy. Và giả sử nếu mà bạn bảo là bạn theo dõi rất nhiều cái chương trình của tôi nhưng bạn ngại bạn không lên muốn tranh cãi, ở đây không tranh cãi, tất cả là đều là trao đổi hết. Nếu mà các bạn có thiện chí, các bạn có thiện chí thì mình trao đổi được, nhưng các bạn ấy cố tình thì mình không thể trao đổi được. Đấy, thì qua những ví dụ cái tút của bạn ấy thì tôi muốn là ví dụ mình đọc lên để cho tôi và cùng các anh các chị ở dưới này mình có một cái sự phản biện với bạn ấy để cho những người dân ở của mình ấy, như những người như như bạn ấy và những kiều bào ở nước ngoài người ta hiểu ra những cái vấn đề. Vâng. Xin chào xin anh Hoàng Thế Linh, như bây giờ ví dụ là cái tút của bạn ấy thì 1 trang rưỡi giấy thì bây giờ thì theo ý anh là như thế nào? Em nên đọc trước hay là anh có một vấn đề gì anh nói trước? Theo anh thì để đọc sau đi. Vâng, dạ. Để trước khi vào chương trình thì anh xin có một cái ý kiến như này. Trước hết là anh xin chào tất cả mọi người ở dưới diễn đàn, những bà con yêu nước chân chính, chào Thu Bằng và tất cả mọi người. Hôm nay là một cái ngày rất Vâng, là tôi bận, buồn. là một cái sự kiện mà thật bất ngờ là chủ tịch nước của chúng ta đã vĩnh viễn ra đi, đã chút hơi thở cuối cùng vào 10:05 ngày Dạ. hôm nay. Chúng ta rất là đau buồn, cho nên mọi cái công việc mà chúng ta thường lên để chống cái luận điệu xuyên tạc của bọn chống cộng ở nước ngoài thì hôm nay cũng xin đề nghị tất cả mọi người cũng không nên nhắc tới chúng làm gì, Dạ. và Đúng rồi. dành một cái phút để nên là tưởng nhớ và xin chia tri âm kính cẩn để Nghiêng mình trước vâng vong linh của trước chủ tịch nước Trần Đại Quang. chủ tịch nước Trần Đại Quang và xin được chia buồn cùng với lại gia quyến của gia Cũng đình được. bác Trần Đại Quang. Tôi xin tha thiết là kêu gọi cộng đồng tất cả các anh chị em chúng ta có những cái thái độ gì trước đây hoặc là chúng ta cãi nhau, chúng ta chửi nhau ở trên mạng thì hôm nay xin tất cả các bạn là cũng ngừng cái việc đó lại và chúng ta nên nên là có một cái thành kính, cái thành tâm của một con người, nó thể hiện cái tính dân tộc của con người Việt Nam chúng ta trước một cái vị chủ tịch nước, người đã đứng đầu trong lãnh đạo nhân dân Việt Nam đã đột ngột ra đi. Ông đã chút hơi cuối cùng như vậy và ông làm việc đến hơi thở cuối cùng. Ông Chính đã xác. hoàn thành với đất nước, ông đã hoàn thành nhiệm vụ với nhân dân Việt Nam. Sự đóng góp của ông với nhân dân Việt Nam là cả một cái thành tích mà ông đóng góp cho nhân dân Việt Nam. Thì thế hệ các cái thế hệ của nhân dân Việt Nam đều ghi nhận cái tình cảm của ông với quê hương đất nước, cái tình cảm của ông và trách nhiệm của ông với đất nước Việt Nam. Ông đã chèo lái cái con thuyền từ khi ông đã nhận cái trách nhiệm để như thế này với Đảng, với nhà nước, với nhân dân Việt Nam, và ông đã hoàn thành cuộc đời và sự nghiệp của ông đã như thế là được mọi người ghi nhận. Tuy rằng Vâng, các bạn thấy thằng Hội thật thấy thằng Thảo Huỳnh là tôi sẽ lốc. Hôm nay tôi đã tuyên bố rồi, những người nào xúc phạm Bác Hồ và xúc phạm đến anh linh của chủ tịch tịch nước Trần Đại Quang tôi sẽ lốc. đề Vâng, nghị mời anh. nếu người nào nói bậy, Vâng. người nào có thái độ mà ấy thì chú sẽ lốc cho anh. Dạ. Thì ngày hôm nay chúng ta không thể lên đây để chúng ta ngồi chúng ta chửi nhau, chúng ta làm những cái chuyện gì đó nó không không hay. Do vậy mà có lẽ là chúng ta nên tôn trọng, tất cả mọi người nên tôn trọng nhau và tôn trọng như thế là cái ngày hôm nay là cái ngày mà cả nước ta rất đau thương, rất là buồn vì một vị lãnh tụ chúng ta đã ra đi. Do vậy mà
Bác Trần Đại Quang thì lại là một cán bộ ở Bộ Công an chuyển sang để làm chủ tịch. Do vậy mà cuộc đời và sự nghiệp của bác Trần Đại Quang cũng không có nhiều ở trên các cái trang mạng. Do vậy mà mọi người cũng... Tao đốc là Khánh Bùi. Đấy. Thế vậy thì có thể là mình phải nói thế này. Xung quanh cái vấn đề mà bác Trần Đại Quang mất, thì cái bọn chống cộng cực đoan và một số các cái thành phần dân chủ của trong nước đặc rồi biệt mình lúc nó Khánh Bùi rồi là cái thằng cha Nguyễn Duy Tân đã như thế là thóa mạ và như thế là công kích, rồi chúng đã nói những cái câu rất là mất dạy, cho nên là tôi rất là bức xúc trong cái những cái ngày này. Vâng. Nguyễn hình như cậu làm ở văn phòng của Ủy ban nhân dân thành phố ấy phải. Đấy. Nhưng mà mình tức là có người người ta ca ngợi cậu, giới khi giới thiệu với em thì ca ngợi cậu là cậu này cậu viết bài rất là hay. Đấy, thì là bây giờ tức là một vài tháng nay người ta cũng đã vạch mặt cậu ra, và hôm nay cậu cũng có một lời xúc phạm đến anh linh của chủ tịch tỉnh nước Trần Đại Quang. Cho nên là anh em mình trên cộng đồng mạng này nói chung là hết sức phản đối cái cậu, tức là có nickname Nguyễn Đệ, tức là tên của cậu là trước kia là Quách Duy. Đấy, mình mà ví dụ như bản thân tôi mà ví dụ tôi mà gặp cậu lần nữa thì nói chung là thực tế ra là nó cũng không thể thể yên với tôi. Đấy, và cái nick mà cái cô mà tức là Huỳnh gì đấy, tức là hay thỉnh thoảng tôi thấy được tôi kết bạn, và hôm nay tôi phát hiện là cái nào tôi hủy kết bạn ngay. Vâng, đấy là ví dụ anh em trên cộng đồng mạng mình sẽ phát hiện được hai người này và có phương pháp xử trị. Vâng, xin mời. Tôi nói tiếp về vấn đề này, về vấn đề công giáo một chút. Xin nói với các bạn rằng... Đúng rồi, Huỳnh Nguyên Lê Nguyễn. Đối với đạo công giáo, một số tên linh mục như Nguyễn Duy Tân, như là thằng cha Nguyễn Đình Thục, rồi Nguyễn Ngọc Lam Phong, một số thằng cha đấy... À, xin lỗi anh, Nguyên, em xin lỗi anh một tí, em phải nói về cái nhân, cái con mà đây là bạn Nam Định, bạn nói đúng rồi, Huỳnh Nguyễn, đấy cái con mà Huỳnh Nguyên Lê Nguyễn, vâng, thì hôm nay nó có like với lại, tức là sau, vâng, làm việc lại Hồ Chí Minh, vâng, cái con này hôm nay nó có lên like và coi như cựu chiến binh Xuân Trần lên like cùng. Nhưng mà nói chung người ta lên like, cái like đấy thì tôi xem qua một tí thôi chứ chưa xem hết. Thì là anh Xuân Trần anh cũng nói về VHK nọ kia tất cả thứ thôi, chứ nó không nói về cái vụ mà chủ tịch nước Trần Đại Quang. Cho nên là ví dụ những cái con đấy, hoặc là những thằng ví dụ như thằng nickname Nguyễn Đệ hoặc là Quách Duy chẳng hạn, anh em mình cần phải lên án và tẩy chay nó. Và nếu mà gặp nó ở đâu thì nói chung là hãy vạch miệng nó ra. Vâng. Nhân đây tôi cũng muốn nói với mọi người rằng đó là những người mà đã làm với bẩn đạo công giáo, và họ đang cố tình xuyên tạc để làm cho cái đạo công giáo, họ tách đạo công giáo khỏi cái tinh thần dân tộc, khỏi sự đại đoàn kết của dân tộc. Như vậy là chúng đã cố gắng, chúng đã cố tình lấp liếm, và chúng cố tình kết hợp với lại cái bọn chống cộng cực đoan ở nước ngoài. Tiểu nghĩa tìm cái nick Nguyễn Đệ, tức là Quách Duy, tên thật là Quách Duy. Thế và chúng phải biết rằng là chúng đã kết hợp với một số các cái thành phần dân chủ của trong nước, và hiện nay đã có hai cái nick mà như anh Bằng đã nói, đó là một cái nick của một cái tên Nguyễn Đệ. Trước đây nó là Nguyễn Duy hay Quách Duy. Rồi. Hùng Phạm hôm nay nhá, xu trong hầm mầm cầu nhá, cuối buổi này anh tôi sẽ thả ra. Quê ở Thanh Hóa và đang công tác tại thành phố Hồ Chí Minh, và được biết Nguyễn Đệ cũng là đang công tác ở thành phố Hồ Chí Minh, và được báo Nhân Dân đã đề nghị cái Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phải giải trình việc, tức là đang nói là cái link Nguyễn Đệ này là đang công tác của báo điện tử báo Nhân dân điện tử Việt Nam, và nhà báo Nhân dân đã trả lời là không có một người nào là cộng tác ở báo điện tử của Việt Nam cả, và
chỉ được biết là hắn ta đang làm ở thành ủy văn phòng ủy ban thường vụ Hồ Chí Minh. Em gặp hai lần rồi, em gặp hai lần luôn mà mọi người đầu tiên cũng giới thiệu với em là ca ngợi kinh mà cậu viết bài rất là hay nọ kia. Ở Thanh Hóa và đang làm việc ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Hai nhân vật này trong cái ngày hôm nay đã đăng một cái status, tức là phỉ báng về cái việc mà ông Trần Đại Quang, vị chủ tịch nước của chúng ta, đã qua đời. Và chúng như thế rồi Hải Nguyễn ấy mình thấy xuất hiện mình sẽ chặn lại cái đó. Tôi đề nghị tất cả anh em cộng đồng mạng là hãy chung tay làm một cái đơn đề nghị cơ quan chính quyền, đề nghị rồi cho Hải Nguyễn xuống hầm cầu nhá. Hết chương trình này, cuối chương trình này anh sẽ thả ra ngày hôm nay là đưa khỏi chúng nó ra khỏi cái cộng đồng sinh hoạt của nhân dân, để như thế này chúng nó không còn đường để chúng ấy. Chúng đừng nghĩ rằng là chúng là người của công giáo, chúng là người của bên đất tòa thánh Vatican ở Roma, mà chúng như thế là làm loạn ở Việt Nam là cũng được. Một đất nước phải có pháp quyền, tất cả mọi người dân sống trên đất nước Việt Nam phải như thế là tuân theo luật pháp của Việt Nam. Chúng ta phải tôn thượng tôn pháp luật thì chúng ta mới phát triển được, và mọi người dân phải có trách nhiệm làm sao để chiến đấu, làm sao để cùng bắt tay nhau để cái phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc nó phải được phát triển rộng khắp, và chúng ta quyết tâm phải đè bẹp được tất cả mọi hành động của bọn chống cộng ở nước ngoài, những kẻ dân chủ quậy ở trong nước, những kẻ đã cố tình thóa mạ, cố tình bôi xấu, cố tình kích động nhân dân, những người không hiểu biết, để như thế là chúng lợi dụng nhân dân để chúng tạo một cái lòng tin cách biệt giữa như thế là nhân dân đối với đảng, để như thế là họ dễ bề thôn tính, để làm như thế là giảm đi sự phát triển của đất nước, làm cho kinh tế của Việt Nam để kiệt quệ, để chúng dễ bề lật đổ cái Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhân dịp một cái ngày mà chúng ta rất là đau buồn ngày hôm nay, chúng tôi thực rất là đau lòng, nhưng cũng xin tất cả mọi người, anh em ở dưới diễn đàn, kể cả những phía bên kia, những người mà lên trên đây không thích Đảng Cộng sản Việt Nam, không thích mọi người đấu tố ngày hôm nay. Ví dụ như ở trong diễn đàn này có cả Hùng Phạm, có cả Vũ Sư Hùng Lân, rồi có một số những Nguyễn Hải các thứ, vâng, đã lên diễn đàn như thế là chống đối Đảng Cộng sản không biết bao nhiêu năm nay. Chào Vương Tân Nhà. Đề nghị có tất cả mọi người, tất cả bà con yêu nước ở trong nước chân chính, chúng ta hãy ngừng cái việc đấu tố với nhau, chúng ta hãy ngừng nói những cái điều mạt sát nhau, chúng ta hãy ngừng cái việc như thế nào đó lại, để chúng ta có một cái em vâng, em xin lỗi anh Định Nam nói câu này, người tức là thằng Quách Duy, ai đưa nó nổi tiếng người đó phải chịu nhiệm. Tôi nói với tất cả bạn này, nói chung là Định Nam nói thế thì cũng có cái lý của Định Nam, nhưng theo tôi ấy, nói chung là cũng có một số người nhìn nhận một con người một cách không chính xác, cho nên là cũng mời ăn tiệc nọ kia tất cả các thứ, đó là sự nhìn nhận của người ta không được chính xác. Vâng, thì đấy là anh nói với Định Nam là như thế. Tất cả vâng. Đều trong một cái thời gian gần đây, tất cả cộng đồng mạng đã lội sóng lên, tất cả những cái gì nó cũng sẽ lòi ra hết. Những người mà có một cái chút gì đó mà như thế là tư tưởng nó lệch lạc và không tốt, những kẻ mà dân chủ lửa mùa sẽ như thế là dần dần sẽ được bộc lộ ra, và như thế là mọi người ở trên cộng đồng mạng đều biết cả. Chúng ta phải lên tẩy chay, chúng ta phải quyết tâm đưa quét tất cả những cái bọn cỏ rác này ra, thì chúng ta cái cộng đồng mạng nó mới trong sạch được, và chúng ta mới có cái sự đoàn kết để chúng ta quyết tâm để hoàn thành cái nhiệm vụ nhân một cái sự kiện mà rất đau lòng như thế này. Bác đã ra đi, chúng ta rất là đau buồn, nhưng xin hứa với bác chủ tịch, các cái thế hệ trẻ của đất nước Việt Nam sẽ quyết tâm đi theo con đường. Rồi, nó có dân phạm đây là em lúc này anh mà. Việt Nam ngày càng phồn vinh và giàu đẹp.
chúng ta hãy quyết tâm làm những việc còn lại mà bác còn dang dở. Đấy. Và chúng ta hãy cùng nhau sẽ quyết tâm để bảo vệ cái đất nước này. Cho nên tôi đề nghị tất cả các anh em trên cộng đồng mạng, chúng ta hãy cùng chung tay quyết tâm quét sạch chúng nó. Đấy. Với bằng một cái biện pháp, chúng ta hãy tập trung. Đấy. Và phải việc đầu tiên là chúng ta sẽ phải đưa được bọn chúng ra công lý, đó là tên linh mục Nguyễn Duy Tân và một số tên dân chủ hội ở trong nước, chúng đã cố tình xuyên tạc. Còn việc này, việc bác cho dân phạm nhá, xuống hầm cầu đi, cuối chương trình anh sẽ thả ra. Mà ngày hôm nay chúng ta, bác Quang đã được biết cách đây 2 năm rồi, và vì đó là bạo bệnh, cái bệnh đó thì trên thế giới và ở Việt Nam chúng ta cũng đều chịu. Do vậy mà còn đến phút cuối cùng giúp được đất nước cái gì thì bác cũng đã làm. Và trước khi bác như này, bác còn viết được một rồi, thư rồi. Cho các cháu thiếu niên nhi đồng. Tôi phải nói một điều rằng cuộc đời và sự nghiệp của thôi mình nhốt rồi, nhốt dân phạm luôn. Phải nói là chủ tịch đã làm hết sức mình vì nhân dân, vì đất nước. Tôi còn nhớ những cái năm bác còn công tác ở Bộ Công an, bác là trưởng ban chỉ đạo Tây Nguyên. Nếu như cái Tây Nguyên do bọn chống cộng cực đoan ở nước ngoài và như bọn phản động kết hợp với bọn phản động ở trong nước đòi thành lập một khu tự trị riêng ở Tây Nguyên, và khi bác Trần Đại Quang vào đó để làm trưởng ban chỉ đạo ở Tây Nguyên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và như thế là đã giải tán được toàn bộ và bắt được tất cả những tên như thế là cầm đầu để như thế là đưa cái đất nước Việt Nam vẫn ổn định bình thường. Đó là một cái việc làm được nhân dân Việt Nam ghi nhận. Đấy. Không phải bởi vì các cái trang mạng, các cái đời tư của chủ tịch đời Trần Đại Quang rất ít, chỉ có bọn dân chủ hội ở nước ngoài chúng phỉ báng xuyên tạc khi Trần Đại Quang bị ốm, chúng xuyên tạc là chúng đòi Trần Đại Quang phải ra như thế là trước công chúng và như thế là đòi phế truất chủ tịch nước. Thế rồi khi chủ tịch nước xuất hiện thì chúng lại bảo là chủ tịch nước giả. Vâng, là quả những cái tức là nói bọn dân chủ hội và bọn chống cộng cực đoan chúng nó nói là tức là chủ tịch Trần Đại Quang là chủ tịch nước giả. Chúng nó coi như là khi bác ốm không xuất hiện trong vòng một tháng thì người bác ấy rất là gầy gò. Thế là chúng nó bắt đầu nó mới cắt ghép, rồi chúng nó bảo là coi như từ chúng nó để ý từng cái đôi mắt hoặc cái mũi hoặc cái vành tai thế này khác, rồi chúng nó đem so sánh, nó bảo là đây là không phải là chủ tịch tỉnh Đức Trần Đại Quang mà đây là gián điệp của Hoa Nam cài vào đất nước Việt Nam. Chúng nó không từ bỏ một cái âm mưu, tức là xuyên tạc nào cả. Tôi nói với anh Linh và tất cả các bạn, trong rất nhiều chương trình tôi cũng vạch mặt những cái trò bị ổi chúng nó, tôi nói xuyên tạc chủ tịch nước Trần Đại Quang là coi như là giả chứ không phải là chủ tịch nước Trần Đại Quang thật. Và ngay trong buổi chiều hôm nay khi nghe tin chủ tịch nước Trần Đại Quang mất thì chúng nó đã đưa ra rất nhiều cái luận điệu xảo trá như thế này khác, thì tôi không tiện nói ra đây, nhưng mà qua đấy anh em mình mới biết là những cái luận điệu rất xảo trá và rất xuyên tạc của bọn chống cộng cực đoan ở bên hải ngoại và cái bọn dân chủ quận ở trong nước. Thì là tôi nói với tất cả các bạn, con người ta phải có lương tâm, đúng không? Sống chết thì bất kỳ. Chứ bây giờ ví dụ như bản thân tôi nói với tất cả các bạn, ngay buổi tối thứ tư vừa rồi thì trong chương trình thời sự VTV1 lúc 19 giờ ấy, thì tôi cũng được tức là lần cuối cùng nhìn thấy chủ tịch nước Trần Đại Quang ở trong cái người ta đưa lên trong chương trình đấy. Thực tế là lúc đấy cái trong hôm đấy tôi ngồi mà tôi nói với vợ tôi xem chương trình thời sự, chứ bảo bác Trần Đại Quang tôi biết là bị bệnh đấy, nhưng mà bị bệnh, nhưng mà tại sao không hiểu tại sao bác bị bệnh mà bác không nghỉ, trông người bác rất hốc hác mà trông hai má bác cứ khóp vào. Thì tôi nói chung là trong cái lòng tôi lúc đấy tôi có một cái sự gì đó rất cảm thương, bảo tại sao bác yếu như thế mà người gầy gọn thế. Các bạn nhìn bác ấy thấy sẽ thấy ngay tức là cái người bị bệnh, mà
Mà tôi ngồi tôi lẩm bẩm, tôi bảo làm sao mà bác bị bệnh như thế mà tại sao bác không nghỉ mà bác cứ vẫn cứ phải làm việc. Tôi vẫn nói với các bạn nhé, tiếp cái từ cái lần cuối cùng là bác chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp cái ông chánh án tòa án nhân dân tối cao của tỉnh Trung Quốc, và ngay buổi chiều hôm đó thì bác Trần Đại Quang có một cái bài phát biểu ở cái hội nghị tức là kiểm toán thế giới đang tổ chức tại Việt Nam, thì nói chung cái cường độ làm việc của bác ấy cũng rất là cao đấy. Những bây người bệnh thì nói, vâng bác đã làm việc đến hơi thở cuối cùng, chúng ta chỉ nhìn trên TV khi bác như thế nào ở cái diễn đàn kinh tế thế giới mới được tổ chức ở Việt Nam, thế và như thế là chúng ta được nhìn thấy lần cuối cùng, thế và như thế là bác cũng đã làm hết cái trách nhiệm của mình rồi. Thân thế và sự nghiệp của gia đình bác Trần Đại Quang có 4 anh em, bác Vinh là cả, bác Vinh là hiện là bác sĩ đã về hưu, công tác ở bệnh viện 103 và đã về hưu. Thế và đến chủ tịch của chúng ta, thế và đến bác Sáng, bác Sáng hiện tại bây giờ vẫn là thứ trưởng. Xin lỗi cái thằng Huỳnh Tý này, tức là mày nói một cái câu xuyên tạc đéo gì, bây giờ có sao nói vậy, thôi chết thì thôi chứ mắc gì, mai mày bảo bố mày, mày chết thì mẹ mày chết đi, con người ta phải có những cái người để mình kính trọng đúng không, chứ mày thì ai cũng như ai cả, nếu mai mày về bảo bố mày chết thì mẹ mày chết đi, cái thằng Huỳnh Tý là cho tao cho mày xuống hầm cầu. Do vậy mà đến bác Sáng vẫn còn đang công tác tại Bộ Công an, hiện nay bác đang giữ chức thứ trưởng Bộ Công an, và bác Tỏ là người em út thì đang làm bí thư ở tỉnh Thái Nguyên. Tôi muốn nói một người làm một gia đình cách cộng sản, một gia đình cách mạng, đã cống hiến cả cuộc đời và sự nghiệp cho nhân dân, cho đất nước. Chúng ta những kẻ chống cộng ở nước ngoài, chúng bóp méo, xuyên tạc, thế rồi chúng làm cho đủ thứ thì bây giờ bác chúng đã xuyên tạc đủ mọi thứ khi khi mà bác Trần Đại Quang mất. Vâng. Thì mọi người phải biết rằng khi tiêm 10 lần sang Nhật để tiêm hóa chất thì mọi người phải biết rằng là cái sức người nó như thế nào, và cái người bác nó gầy rộc đi, cho nên mọi người má hóp vào, mắt hõm vào, thế rồi mặt méo sạch đi. Đó là một cái chuyện đương nhiên, khi một người bị ung thư thì khi tiêm hóa chất vào thì bao giờ cũng thế. Nhưng người ta đã nói rằng sinh có hạn, tử bất kỳ. Mọi người phải nên nhớ rằng chúng ta rồi cũng sẽ phải ra đi. Người nào cũng thế, đó là số mệnh của cuộc đời, không ai tránh khỏi được. Đấy. Chúng ta một lần sinh ra được bố mẹ nâng niu, khi chúng ta chết đi được mọi người khiêng để như thế nào đưa về nơi chín suối. Đó là một đời của một con người. Chúng ta đó là một cái vòng sinh não bệnh tử mà mọi người đều phải đi qua, không ai tránh khỏi được cái điều đó. Nhưng bác là một người còn rất trẻ, năm nay mới hơn tôi 2 tuổi, tức là năm nay bác 63. Và phải nói một điều là một vị chủ tịch nước còn rất trẻ mà bác đã đột ngột ra đi, đó là một cái niềm thương tiếc đớn đau cho toàn thể nhân dân Việt Nam, cho gia đình bác. Và chúng ta phải thực sự là tôn trọng, thực sự là lễ phép, thực sự là kính trọng một người đã có công với nước, đã vì nhân dân để phục vụ cho đến phút cuối cùng. Thế do vậy mà tất cả mọi người chúng ta cũng vì sự ra mất mát đau thương này, chúng ta hãy quyết tâm để bảo vệ cái đất nước của chúng ta. Chúng ta hãy quét sạch tất cả những bọn rác rưởi ở trên cái cộng đồng mạng, để chúng âm mưu diễn biến hòa bình, chúng âm mưu đòi lật đổ cái chính quyền của Việt Nam, chúng âm mưu làm mà phá hoại cái nền hòa bình, độc lập, tự do và hạnh phúc của nhân dân Việt Nam đang mới hàng trăm năm qua chúng ta mới giành lại được. Và chúng ta là một con người yêu chuộng hòa bình. Tất cả mọi người chúng ta đều sống trên một cái đất nước đang hòa bình, mặc dù
chúng ta còn rất nhiều khó khăn, mất mát, có nhiều khó khăn phức tạp. Nhưng chúng ta phải nhìn thấy cái tương lai trước mắt, chúng ta phải nhìn và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, của để chúng ta phấn đấu cùng với Đảng để đưa cái đất nước này sánh vai với các cái cường quốc ở Nam Châu. Chúng ta có giàu thì chúng ta mới không bị như thế này, những kẻ thù địch nó bắt nạt, và chúng ta mới có điều kiện để như thế này chăm sóc về an sinh xã hội cho nhân dân. Đó là cái điều đương nhiên, bởi vì chúng ta đang khó khăn thì đang thắt lưng buộc bụng. Tôi quay lại cái vấn đề ở chỗ Công giáo một chút. Tên Nguyễn Duy Tân là một cái tên phản động khét tiếng. Chúng không còn từ một thủ đoạn nào. Chúng kết hợp với lại cái phe phản động có một cái tên là Việt Tân. Và như thế là chống phá cái công cuộc phát triển kinh tế và chống lại sự hòa bình, ổn định, thịnh vượng của nhân dân Việt Nam. Tên này đã kích động nhân dân biểu tình, kích động bà con Công giáo, đã làm chia sẻ cái mối đoàn kết, đại đoàn kết dân tộc giữa người Công giáo và người Kinh. Và chúng làm một cái việc mà tày trời nữa, mà không còn đạo đức của một con người. Chúng đã vi phạm cái nhân quyền của các trẻ em. Chúng hô hào bà con Công giáo không cho con cái đi học. Đó là một cái quyền của trẻ em được học hành, lớn lên được học hành. Nhà nước đã cố gắng đầu tư cho giáo dục, nhưng vẫn còn rất nhiều khó khăn, chưa đạt được yêu cầu đối với sự phát triển của quốc tế. Nhưng tôi phải nói một điều rằng các cái thế hệ trẻ Việt Nam đang học dưới mái trường của xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, chúng ta đã rồi cho thằng Hoàng Trần đấy rồi. cuối chương trình thì tao sẽ thả mày ra của chúng ta trên thị trường quốc tế và thế giới, họ phải kính nể chúng ta. Tôi lấy một ví dụ rất là mới vừa rồi, là chúng ta đi thi quốc tế, tất cả các em đều được huy chương hết và được giải được nhất trong cái giải thi quốc tế vừa rồi. Tôi hỏi rằng là đó là từ đâu, từ cái mái trường ở Việt Nam đào tạo lên, từ cái mái trường của xã hội chủ nghĩa đào tạo lên con người đó. Ở một cái vùng Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình là một cái vùng nắng lửa, rất cuộc sống rất khó khăn và nhân dân rất gian khổ như vậy, nhưng có những lớp 32 người đỗ cả 32 người đại học, thậm chí đỗ rất điểm rất cao. Như vậy tôi mới nói rằng là ở một cái địa phương rất là nghèo và rất là khổ như vậy, nhưng họ vẫn chăm học chăm làm và làm. Rồi anh tống cổ thằng Hoàng Trần rồi cho xuống hầm cầu. Như vậy tôi mới nói với mọi người rằng tên Nguyễn Duy Tân đã vi phạm cái nhân quyền của thế giới. Tên Nguyễn Duy Tân đã làm một cái việc mà khi chúng nó đã đưa bà con giáo dân phải vào tù, đã làm ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình họ và đã làm họ phải vi phạm pháp luật, thì bây giờ họ lại xúi giục cho trẻ con không được đi học, nghĩa là chúng này muốn phá hoại cả một cái thế hệ non trẻ của đất nước ta. Như vậy cái thành phần như thế này, chúng ta liệu có để cho chúng sinh hoạt trong cộng đồng của nước ta hay không? Mặc dù tên Nguyễn Duy Tân là một tên như thế là đang ăn cơm cộng sản ở mà sống dưới cái đất nước của cộng sản, nhưng chúng là một loại ăn cháo đãi bát, chúng phải được trừng trị. Nhưng chúng ta phải hiểu một điều rằng chúng ta đang sống ở đâu và chúng ta phải biết được bản thân ta là gì. Chúng ta đã làm gì được cho đất nước, chúng ta đã cống hiến được gì cho đất nước mà cái bọn dân chủ chúng và cái bọn yêu nước lửa mùa chúng giả vờ để yêu nước, nhưng thực tế là chúng không bao giờ yêu nước, chúng chỉ nhằm cái mục đích cá nhân của chúng và như thế là cái lợi ích cá nhân của chúng mà thôi. Do vậy mà chúng ta phải tẩy chay
tất cả những cái thành phần đó ra ngoài khỏi cái cộng đồng của xã hội thì chúng ta mới có một cái yên ổn để mà phát triển kinh tế. Vâng, xin lỗi anh Hoàng Linh, em tiếp lời anh như này này. Cái nhân tức là khi mà Chủ tịch nước Trần Đại Quang ông mất vào 10 giờ 5 phút ngày hôm nay thì có rất nhiều những kẻ chống cộng cực đoan ở bên kia chúng nó xuyên tạc về cái chết của Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Và qua đây ấy, thì tôi nói với các bạn này, nói chung là cái bản chất của chúng nó là chúng nó xuyên tạc rồi. Chúng nó cứ thấy một cái có một cái gì ở đất nước Việt Nam đấy thì là chúng nó bắt đầu xuyên tạc. Ngay ngay trường hợp ví dụ là ông Thanh, ông cựu bí thư thành ủy, vâng, Nguyễn Bá Thanh, cựu bí thư thành ủy Đà Nẵng, và sau này khi ông ra làm phó trưởng ban nội nội chính ấy, trung ương đảng, thì khi ông ấy ốm thì chúng nó bảo là đấu đá nội bộ hoặc như thế này khác, bị phóng xạ phóng xung tất cả các thứ. Còn trường hợp thứ hai là trưởng ban tuyên giáo trung ương ông Võ Văn Thưởng cũng có một thời gian, tức là ông ấy không xuất hiện ở trên báo chí truyền hình gì cả, thì chúng nó bảo là coi như là ông Võ Văn Thưởng là bị đầu độc rồi, rồi bị coi như là chết rồi, thủ tiêu rồi. Và trường hợp nữa là nguyên bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh, ông bị bệnh, ông sang Pháp chữa, thì chúng nó cũng tuyên truyền là coi như bị đầu độc, bị phóng xạ, rồi bị Trung Quốc thủ tiêu nọ kia tất cả thứ. Thì qua đây trường hợp của Chủ tịch tịch nước Trần Đại Quang thì các bạn mới thấy coi như là đừng có nghe, đừng có tin những cái luận điệu xuyên tạc của cái bọn bên nước ngoài về. Chúng nó cứ thấy một cái hiện tượng gì đó ở đất nước Việt Nam là chúng nó xúm vào, chúng nó xuyên tạc tất cả các kiểu. Bây giờ những kẻ mà gọi là ở trong nước mà chúng nó xuyên tạc về, xuyên tạc và chúng nó nói xấu về Chủ tịch nước Trần Đại Quang, thì anh em ta ở trên cái cộng đồng mạng này tức là phản đối bọn nó. Và giả sử như mà ví dụ như bạn nào mà biết mặt những cái người với ví dụ những cái kẻ ví dụ tên Nguyễn Đệ, tức là Nguyễn Quách Duy chẳng hạn, hoặc cái con bé mà vừa rồi ở Thanh Hóa về tội quên tên gì đấy, Nguyễn gì đấy, thì nói chung là anh em mình sẽ trừng trị nó ngay cái dù mình có bị. Tôi không phải là kêu gọi anh em gọi là vi phạm cái pháp luật, nhưng mà cũng phải có biện pháp với cái bọn nó. Vâng, xin mời anh. Bây giờ chúng ta phải nói thế này. Một cái đất nước muốn ổn định thì chúng ta phải ổn định từ bên trong. Chúng ta đã bị thù trong giặc ngoài tứ bề, chúng ta phải gánh, phải gồng, thậm chí còn phải gánh cho nước bạn. Anh Hoàng Thế Linh, bây giờ thì theo em đề nghị như thế này, tức là cái vấn đề mình, nếu mà ví dụ mình nói về cái sự ra đi của Chủ tịch nước Trần Đại Quang thì mình nói về vấn đề đó. Nếu mà không, nếu mà ví dụ mình cảm thấy mình có cả khả năng mình kết thúc được cái đấy rồi thì mình chuyển sang cái đề tài mà kinh tế mà em vừa nói. Thì bây giờ mình đang tự nhiên từ đấy mình lại lan man thành cái kia thì nói chung là cái nó rộng quá anh ạ. Còn ví dụ như trường hợp thằng Nguyễn Duy, vâng, thế thì trong cái trường hợp ngày hôm nay thì chúng tôi đã nói về cái phần mở đầu là gì. Trong buổi live stream ngày hôm nay tôi đã đề nghị tất cả mọi người trong cái ngày, một cái ngày rất đặc biệt, đó là một cái ngày bác đã ra đi, thì tôi xin cùng tất cả mọi người hãy thành kính phân ưu để chia sẻ cái nỗi buồn này với lại gia quyến và gia đình bác, và kính chúc bác về nơi suối vàng an nghỉ giấc ngàn thu. Bác cứ yên tâm một điều, thế hệ trẻ Việt Nam sẽ luôn Nguyên Lê Nguyễn đúng không? Bác và sẽ quyết tâm bảo vệ và xây dựng đất nước này ngày càng phồn vinh và tốt đẹp, để chuyển sang một cái phần thứ hai, đó là phần về kinh tế. Xin đề nghị là anh Bằng sẽ tiếp cái phần thứ hai. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Để tôi sẽ xuống để nhường diễn đàn lại cho anh Bằng điều hành, và có vấn đề gì tranh luận về kinh tế thì tí nữa tôi lại xin lên. Vâng.